Rapper người Malaysia Wee Man Chee, người đã bị cảnh sát bắt giữ ít ngày trước đó, đã được tạm trả tự do vào hôm thứ Năm nhờ lý do sức khỏe yếu. Wee Man Chee là rapper gốc Hoa có nghệ danh là Nam Wee. Lý do chính khiến rapper 33 tuổi này bị bắt là do trong lời ca khúc của một video hát bằng tiếng Hoa mới ra mắt, Nam Wee đã dùng các từ như Allah hay Hallelujah. Đây được xem là điều cấm kỵ bởi Quốc gia Hồi giáo Malaysia không cho phép người ngoại đạo sử dụng những từ này. Họ xem đó là một sự sỉ nhục đối với đạo Hồi. Trên thực tế thì tôn giáo và ngôn ngữ luôn là những vấn đề hết sức nhạy cảm tại Malaysia, nhất là khi nước này liên tục trải qua những cuộc xung đột giữa người bản xứ và người dân Trung Quốc hồi năm 1969.